Trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp thì lại xuất hiện những thông tin giả mạo, lợi dụng quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Kẻ tấn công đã gửi thư có nội dung: Công đoàn sẽ hỗ trợ tiền mặt cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đến toàn thể công nhân viên của doanh nghiệp. Sau đó đề nghị mọi người điền đầy đủ thông tin và gửi về địa chỉ theo đường dẫn có sẵn. Khi người dùng nhận được email tưởng thông tin chính thống từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nên đã cung cấp thông tin tài khoản cá nhân hoặc nhấp vào các liên kết có chứa mã độc, sau đó hacker sẽ xâm nhập vào hệ thống mạng doanh nghiệp.